Em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay em gáp cái phần phần hơi của EN150 cô chú anh chị. Thì em sẽ chia sẻ cái phần bơm nước của EN135-150 mà các đời ẹt luôn nha cô chú anh chị. Cái đời ẹt luôn á, các đời bơm nước ngay cả nô 4 rồi á cô chú anh chị. Nói chung là của Yamaha mà cái bơm nước mà dính trên cái cúc cam như vậy nè cô chú anh chị, dính trên cái cúc cam. Thì mình có chia sẻ, mình gỡ cái ấy rồi cô chú chị, mình gắn lại cái này mình nói. Mình có cái chia sẻ gì nè. Thì đa số anh em gặp rắc rối cái bơm nước à. Tại sao mình cứ thay mãi á, mà nó cứ xì hoài luôn ha, đúng không anh em? Nhiều khi mình thay á, mình chạy nhiều khi có khách á, người ta chạy người ta xì cái điểm chỗ khác, người ta làm chỗ khác, người ta không quay lại tìm mình. Nhiều khi mình cũng tưởng là mình làm đạt á, nhiều khi mình cũng không biết. Thì không phải là mình hay đâu chứ anh chị, mình làm á mình cũng bị chửi nhiều, biết có kinh nghiệm thôi chứ thật ra cũng không hay gì. Thì mình cũng chia sẻ cho mấy anh em mà mới vào nghề hoặc là tiếp xúc với mấy cái bơm nước á. Bơm nước của ẹt ẹt là cái bơm nước như vậy nè. Thì dù có thay sim thay phốt hết á thì nó vẫn xì hoài, mình biết mà. Nhiều khi nó ngộ thay rồi thay bơm mới cũng xì xì, mà đặc biệt nó lòn nước vô luôn. Cái thằng này là nó lòn nước thẳng vô cái máy của mình, nó cái nó rất ghê hoài, nó sẽ lòn nước thẳng vô cái phần máy của mình luôn cô chú anh chị. Nên mình bỏ đây đi, nên mình nó rất là ảnh hưởng. Thứ nhất là hư dên nè, rồi gào bạc đạn, cái làm nước mà một một cái khi mình đổ hệ thống nước á, nó lòn vô thì nó sẽ bể phốt trong đây. Mà đặc biệt ẹt á, nó không có làm cái lỗ để chảy ra ngoài giống như Honda của mình, nên nó lòn thẳng vô cái hệ thống máy của mình luôn. Thì mình hôm nay mình chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ của mình, thì giúp cho anh em thợ á, mình có thay cái bơm nước vai phốt nữa cho nó chắc cú. Thứ nhất là anh em á, tại sao anh em bị không, tại vì khi á, mình bắn cam ga vô á thì cái đường kẽ này nè cô chú anh chị, cái đường kẽ thì nó bám vô đây, nó sẽ dợp lại cô chú anh chị, nó sẽ dợp lại chắc ăn, nó sẽ dợp lại cô chú anh chị, thấy nó dợp lên dợp khít lên luôn bóp. Thì cái hành trình tự do của nó cô chú anh chị, hành trình tự do nó không có. Thì khi mình bắt vô thì lúc nào cái này nó vô, nó không vô tâm nổi đâu. Thì khi quay vậy á, nó sẽ chèo, khi quay vậy nó chèo, hành trình tự do nó không có, nó sẽ chèo. Khi nó nại này là nại cái bơm nước thì nó phá, dù có thay bơm mới luôn mà cái kỹ thuật lắp của mình á, mình bắt hai ốc mới luôn cũng bị như cô chú anh chị. Thì mình thí dụ như nếu anh em nào khéo tay á, thì không nên dùng súng để nã vô như thế này, nã vô thế này là nó sẽ dợp hai cái ốc này vô nè cô chú anh chị, dợp cái miệng vô nó sẽ bóp, cái hành trình tự do nó không có. Thì mình nói vậy thì anh em cũng hình dung ra rồi. Thì cái cơ hội mà để thay bơm nước mới mà để hoàn còn tất cái công việc mình cho nó suôn sẻ thì khó lắm. Thì mình cũng nói ra thì mình chia sẻ với anh em như vậy. Thì nhiều khi anh em coi xong thì cũng like cho mình để đưa cái bài mình nó đi lên. Thì anh em thì cố gắng á, mở rộng cái này ra rồi dùng dùng khóa mình siết lại, siết tay á, mình siết tay thì mình lấy cái máy mài vậy nè cô chính gì, mài cái kẽ này để cho nó rộng đây. Mình mài cái kẽ này ra nè. Ra như vậy cô chú anh chị, nên mình lấy được cái hành trình tự do của nó nhiều lên, đừng quay nó có cái độ hở để có nó hành trình tự do nó có nè, giống như hành trình. Nói chung là vậy mình cũng chưa có hài lòng, mình sẽ mài cho nó ra một chút xíu nữa cô chú anh chị.
Thì cô chú anh chị làm cái cách này á, giống như mình làm sẽ bách phát bách trúng vậy cô chú anh chị, nhưng là mình sẽ không có bị giật giả cô chú anh chị. Nên hành trình tự do này hay nhiều rồi nè, thì khi đó quay á nó sẽ có hành trình tự do, nó không nại cái đường post của mình, nó sẽ không có xì như cô chú anh chị đó. Đưa vô mình cố gắng mình lấy thêm chút xíu nữa cô chú anh chị. Con ốc này là con ốc bắt cái bánh cam nha cô chú anh chị. Thì mình nói nhiều anh thợ thì hiểu rồi đó, mà nhiều khi kêu cho cô chú mà làm tại nhà người ta không có hình dung ra. Con ốc này là để định vị cái bánh cam của mình lại nè, đó, định vị chỗ này nè. Cái này thì cố gắng siết tay thì nó ok cô chú anh chị. Cái phần này nè, cố gắng lấy cái đồ mình siết tay thì nó hay hơn, nó sẽ không làm mà dợp cái này vô. Mình xin chúc các cô chú anh chị mà anh em thợ thành công trong cái phần thay bơm nước nha cô chú anh chị. Nhiều khi mình thay á mà khách không quay lại mình, nó có xì người ta thay dọc đường luôn cô chú anh chị, mình cũng không biết. Rồi, mình xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết cái clip của mình. Thì cái phần này là mình chia sẻ giữa phần bơm nước.